ZV70 EV sẽ là chiếc EV đầu tiên của Hyundai Motor Group được sản xuất tại Alabama. Genesis sẽ tiết lộ phiên bản chạy điện của chiếc crossover ZV70 vào cuối tuần này tại triển lãm ô tô Quảng Châu. Đồng thời tung ra hình ảnh teaser về phần đầu xe. Electrify ZV70, như nó có thể sẽ được gọi, sẽ là mẫu Genesis chạy hoàn toàn thứ 3 sau Electrify Z80 và ZV60. Những thay đổi về kiểu dáng tương tự như những gì Z80 EV nhận được. Lưới tản nhiệt hình chóp đặc trưng vẫn được giữ nguyên, nhưng nó được tạo thành từ các hình kim cương vững chắc che đi cổng sạc tích hợp. Electrify ZV70 cũng có thiết kế cản trước tinh tế hơn với các chi tiết đục lỗ thay cho cửa hút gió lớn của ZV70 chạy bằng khí. Chúng ta cũng có thể giả định rằng ZV70 chạy điện sẽ có thiết kế bánh xe khác nhau và cản sau mới loại bỏ các đầu ống xả lớn của mẫu xe thông thường. Về hệ thống truyền động, Electrify ZV70 phải có thiết lập tương tự như Electrify Z80. Chiếc sedan đó sử dụng gói pin 87,2 kWh kết hợp với hai động cơ điện tạo ra tổng cộng 365 mã lực. Về những gì bạn nhận được từ động cơ tăng áp kép V6 của ZV70 và hệ dẫn động tất cả các bánh với khả năng ngắt kết nối phía trước động cơ sẽ là tiêu chuẩn. Phạm vi sẽ đạt khoảng 250 dặm trong chu kỳ EPA. Giống như các EV khác của Genesis, Electrify ZV70 sẽ hỗ trợ sạc 800V với khả năng sạc 80% trong khoảng 20 phút và nó cũng có thể hoạt động như một máy phát điện. Theo các báo cáo gần đây từ Hàn Quốc, Electrify ZV70 sẽ là chiếc xe EV đầu tiên của Hyundai Motor Group được sản xuất tại Mỹ ngoài nhà máy của thương hiệu ở Montgomery, Alabama. Hy vọng giá khởi điểm của ZV70 EV sẽ phân chia sự khác biệt giữa các mô hình 4 và 6 xi lanh chỉ dưới $50,000. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!